Còn bên Việt Nam mình á, đồ xấu tha xấu đồ á, không hẳn đâu, tùy đấy. Có một bộ đẹp bộ xấu, mà bên này lại có bộ đẹp có bộ xấu, có bộ em ưng thì. Mà phải công nhận là mấy cái bộ ở bên kia có mấy cái bộ mà tiền nhỉ, bộ gì nhỉ, mấy cái bộ gì mà nó nâng cấp ấy, không trả ra cái mẹ gì cả, xấu vãi luôn, thua mấy cái bộ đồ mà không nâng cấp mà cả. Hôm nay anh Hành gặp bồn với em. Ui, hai cái tốp rồi anh trai à. Ui, chị theo đại hành này như nào, mới chết hai trận nè. Trường Nguyễn Trận gửi trước tặng là bị 30 cắm cầu sao? chết không nói Các rồi. cháu còn mải đi tìm súng AWM nữa thì hết ngày. Hãy